chào, hôm nay mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, các bạn nhìn gì chưa? Đấy, đằng sau mình đây các bạn nhìn chưa? Toàn là Coca các bạn nhá. Toàn là những lon Coca các bạn nhá. Đấy, lon Coca mà hàng ngày các bạn vẫn uống đấy. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm series đó là làm ngôi nhà bằng 5.000 lon Coca các bạn nhá. Siêu to khổng lồ để tặng cho mẹ mình, khoe mẹ mình các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ không làm clip trêu mẹ mình nữa mà cũng không nấu ăn hay gì nữa các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ làm ngôi nhà bằng 5.000 lon Coca các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn cứ đếm thoải mái đi. Đây là số Coca mình đã mua các bạn nhá. Thì đây là lon Coca đã hết rồi các bạn ạ. Nó nên là mua nó rất chi là rẻ, mình mua ở đồng lát thôi. Nó không có gì đắt đâu các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chế tạo, sáng tạo. À, hôm nay mình sẽ làm ngôi nhà. Đấy. Thì ok, thì mình rất chi là mong các bạn sẽ ủng hộ cho clip này của mình. Bởi vì cái clip này của mình làm sẽ mất rất chi là nhiều thời gian các bạn ạ và công sức của mình các bạn nhá. Đấy, mình chỉ mong các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng một like, một đăng ký và một chia sẻ các bạn nhá. Đấy, các bạn chia sẻ thật nhiều cho mọi người cùng biết nhá, để ủng hộ cho mình các bạn nhá. Đấy, thì đây là 5.000 lon Coca mình đã chuẩn bị. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ không luyên thuyên nữa. Mình sẽ bắt tay vào mình làm luôn ngôi nhà các bạn nhá. Đấy, dụng cụ của mình hôm nay chỉ là keo lến và lon Coca thôi các bạn nhá. Yeah, rồi bây giờ mình sẽ làm luôn các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, đấy thì lon Coca nó nhiều quá, mình phải nhờ hỗ trợ của thằng em trai mình các bạn nhá. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ đi tạo cái mình dán các lon Coca vào với nhau các bạn nhá. Nào bắt đầu không? Đấy. Sao mày lâu thế? Lâu lắm các bạn ạ. Làm lâu cực kỳ luôn. Đấy các bạn ạ, cái này phải chính xác. Đấy. Đứng lên, bây giờ mình cho tiếp cái hàng này lên nha các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, đấy mình đã làm rất mất chi là nhiều thời gian để ghép được các cái lon Coca vào với nhau các bạn thấy chưa? Đấy, thì hầu như là mình đã làm xong cái phần ghép lon Coca rồi. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi ghép khung vào các bạn nhá. Đấy, mình sẽ làm thành một cái ngôi nhà Coca Cola các bạn nhá. Đấy, thì clip này rất chi là vất vả nên mình mong tất cả các bạn ủng hộ cho mình nhá bằng cách chia sẻ video này các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dựng khuôn lên các bạn nhá. Đấy, phải có cột các bạn ạ, không có là nó lủng lẳng là nó hỏng các bạn ạ. Đấy. Đấy. Mình đã đục sẵn hết rồi. Đấy bạn nhá, làm ngôi nhà 4 khung. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi. Đấy. Mình sẽ dựng thành khuôn khung lên cho các bạn nhìn nhá, cho các bạn nhìn qua cái ngôi nhà của mình nhá. Đó, ngôi nhà của mình sẽ to bằng này các bạn ạ. Các bạn nhìn chưa? Đó, mình sẽ xây cao lên xong mình sẽ làm mái các bạn nhá. Đấy. Rồi. Để chắc em nhá. Đấy các bạn ơi. Mình vừa đây mình phải bỏ xuống để mình dán vào các bạn ạ. Đấy.
Đây các bạn này, mình giờ mình sẽ chốt chắc rồi các bạn nhá. Đấy, không nó đổ các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Phải dán này cho nó chắc à. Đây là cái tường. Đấy, chắc rồi. Nào, đưa ra bê của anh này. Đây các bạn ơi, mình sẽ cho cái nằm ngang các bạn nhá. Tiếp một bước nữa các bạn nhé. Đó các bạn thấy chưa? Thành không ngồi các bạn nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi thiết kế cái mình sẽ dựng mái lên các bạn nhá. Đó. Xong rồi. Đấy, bây giờ mình cho máy các bạn nhé. Bây giờ đếm nhau lên đó. Hay là từ dưới nhé. Giữ nhau đếm nhau lên đó. Ok. Đấy, thấy chưa? Rồi, bây giờ ok rồi đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt cái miếng đẹp nhất của mình các bạn nhá. Đấy, Coca Cola các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy. Rồi, mình sẽ dán vào các bạn nhá. Ui. Đấy. Còn đấy nó sang con này tí chứ rồi. Ok. Không được rồi. Cái Ồ, ok đấy, của em là đây. Không biết lên đi, em nhìn này, bên kia kia là. Đấy các bạn ơi. Các bạn nhìn gì chưa? Đấy, mình đã hoàn thành ngôi nhà Coca-Cola rồi các bạn nhá. Đấy, mình làm từ 5.000 lon Coca-Cola các bạn ạ. Thì các bạn ơi, đây là clip mình có thể nói là mất thời gian nhất của mình các bạn ạ. Đấy, cũng kỳ công nhất. Đấy, thì mong các bạn hãy ủng hộ bằng cách chia sẻ video này, ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy, thì các bạn nhìn chưa? Đấy, đây này, các bạn cho mình cho các bạn xem trong này này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất chi là đẹp luôn các bạn nhìn chưa? Đó, đấy, các bạn nhìn chưa? Đó không? Đây này, tường toàn là Coca-Cola hết các bạn nhá. Đấy, các bạn ơi, mẹ mình mà quá đuổi mình ra khỏi nhà là mình ở luôn ở trong cái ngôi nhà Coca-Cola này các bạn nhá. Đấy, cái ngôi nhà này có thể di chuyển được các bạn ạ. Đấy, mẹ đuổi là mình mang mình vào ở trong này luôn các bạn nhá. Đấy, từ giờ là mình có nhà rồi các bạn ạ. Đấy, nhà này còn chất hơn cả nhà lầu các bạn ạ. À các bạn ơi, đằng trước này là mặt tiền thì mình làm đẹp bởi vì cái ngôi nhà quan trọng nhất là mặt tiền đấy các bạn ạ. Thì mình đã làm đấy các bạn nhá. Rất chi đẹp. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm cái cửa sổ nữa các bạn nhá. Đấy, ngôi nhà này phải có cửa sổ các bạn ạ. Đấy, cửa sổ cho nó thoáng các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế, mình sẽ cắt bốn mấy cái lon ở đây mình làm ngôi nhà cửa sổ các bạn nhá. Đấy. Đâu rồi nhỉ? Đây, mình sẽ lấy bốn lon này đi. Đây, cửa sổ mình rộng bằng này các bạn nhá. Đấy, rồi. Đấy, không biết nó có sụt không nhưng mà mình mong là nó không bị sụt các bạn nhá. Đấy các bạn ơi. Đấy.
các bạn nhé. Đấy các bạn ạ, cửa sổ của ngôi nhà đây các bạn nhé. Chắc mình bỏ một lon nữa các bạn ạ, bỏ đây hàng này nữa cho cửa sổ nó đẹp. Đấy các bạn thấy chưa, đấy ngôi nhà của mình đã hoàn thiện đấy các bạn nhé. Có cửa sổ các bạn nhá. Đấy. Đó. Các bạn nhìn chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết cái ngôi nhà này lại một nữa các bạn nhá. Đấy, mình quay toàn cảnh cho các bạn xem nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, đằng sau của mình đây. Đấy. Rất là đẹp luôn đúng không? Đấy. Các bạn thấy chất không? Ngầu không? Đấy. Đó. Đấy các bạn nhá, toàn cảnh ngôi nhà của mình nhá các bạn ạ. Đấy cả bên trong này các bạn nhá. Đó rất là đẹp luôn. Đấy trong này đỏ lắm các bạn ạ. Và đây màu cứ đỏ rực ấy các bạn ạ. Đấy. Thì có lẽ bây giờ mình sẽ chờ mẹ mình về các bạn nhá. Đấy. Xem mẹ mình phản ứng như thế nào các bạn nhá. Đấy. A few moments later. Với cái thằng này lắm chùa. Dĩ Thành ơi. Ôi. Mấy cái thằng nó lắm chỗ nó làm nhà cô ca này. Ôi, ôi, ôi. Làm nào này. Hưng ơi. Chị bấm đi, bấm công nhỉ. Gì? Mẹ nó làm này rồi. Vâng, đầu nó có lắm chỗ thế. Mẹ đẹp không? Đẹp thì có đẹp thì nó lãng phí. Lãng phí như nào? Bằng lầy lươn cô ca. Thế còn lấy đâu được? Dẻo về có mấy trăm một lon, nó mua cửa hàng đồng nát đầy. Ừ, mua cửa hàng đồng nát đầy. Nhưng mẹ đẹp không? Con nói mẹ nhá. Đẹp thì nó có đẹp con ạ, nó lãng phí. Mẹ vào trong này thử chưa? Thử đi, đây mẹ nhìn đây, cái nhà thì nó thì đẹp thật, nó giống cái nhà. Đúng không? Lãng phí lắm con ạ. Mua ở cửa hàng đồng nát. Cửa hàng đồng nát. Bao tiền một lon? Có mấy trăm một lon thôi. Con chán mấy trăm. Bán đi. Bán thì bán, còn lãng phí này. Từ giờ nhá, mà mẹ mà đuổi con hay là chửi con là con giận nó, con bài con ở đấy. Thế là hôm nay là mục đích là làm nhà là đấy như thế đấy. Thế đâu con nhớ. Vang đầu. Đi luôn. Đấy thử vào con làm cho mẹ ở đấy. Mẹ thử vào đi. Mẹ thử vào đi. Mẹ vào thử chưa? Gì vào đây chưa? Vào đây là vào đi. Gì nhìn thấy ngôi nhà cô cao cô leo bao giờ chưa? Cao ở cái nhà này. Đấy, đấy mẹ thử thoa qua đây nhá. Mẹ mẹ thử thoa con đầu qua đây nhá. Đấy. Rồi, cũng đấy. Ngôi nhà tâm hồn là cũng được. Được không? Con khéo nhưng mà. Một túp là chanh. Bây giờ là một túp là coca và hai trái tim vàng. Có bạo, có bổ mà nói đấy. Đấy, nhưng mà mẹ thế. Còn đẹp thì có đẹp, xong rồi là đi bán thì chắc là lại rồi cũng... Hóa, không còn lãi. Nhưng mà tội gì bán mẹ, chờ lúc nào lon coca lên khoảng 1.000 một lon thì con bán. Nấu cơm hả? Để gì ăn cơm? Nấu rồi. Nấu rồi thì dọn ra. Đi. Đấy mẹ thấy đẹp không? Đẹp. Vừa làm được cái này vừa nấu cơm, thằng này khỏi gì vậy? Đi, đi cơm, 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 đi. Gì đẹp không? Dì ở không? Tặng luôn gì ấy? Mẹ mà dặn không ở thì con cũng hỏi bớ rồi. Ôi. Nhà lâu làm sao sánh bằng cái nhà này được. Nhà này có ai ở đây, nói chung là lớn thì nó nhìn. Làm gì có ai có ở Việt Nam này. Thì nó cũng mấy đấy nhưng mà lớn rồi. Thằng bên thiết kế ta xây dựng được. Đấy, lấy về cho Lập lấy vợ. Thôi đi làm cơm, làm cơm ra. Chị ơi, đây rửa tay bằng cơm. Này cái nào cũng thế. Đi ra nhây. Ra rửa tay bằng cơm. Đi đi dẫn cơm về nhà. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.